Vâng, xin được chào đón toàn thể anh em đã quay trở lại với kênh của Tâm Euro. Rất là cảm ơn anh em là trong cái thời gian qua đã luôn đồng hành cũng như là luôn tin tưởng sử dụng các cái sản phẩm bên Tâm Minh Euro. Thế nên là những cái mặt hàng em đăng lên trong một cái thời gian rất là ngắn em nhé. Trong một cái thời gian nó cũng ngắn thôi nhưng mà anh em đã chốt gần như là hết những cái sản phẩm bên em. Đấy thì tiếp theo cái video ngày hôm nay em giới thiệu đến anh em một cái dòng sản phẩm cực kỳ là chất lượng ạ, một cái dòng sản phẩm mic bãi Tacta. Đấy, mã là TS8807. Cái mã này phải nói là ở trong nước về mình thì cũng rất là hiếm nhé. Rất là hiếm anh em là có những cái mã như này. Một cái dòng mic phải nói là cực kỳ là hay luôn. Đấy, em bán mic rất là nhiều năm nhưng mà những cái dòng mic này thì thực sự là tiếng của nó rất là hay em ạ. Cái dòng này anh em làm sự kiện cực kỳ là ok luôn. Đấy, Tacta 8807. Chỉ có 6 bộ này thôi em nhé. Cái số lượng nó chỉ có 6 bộ này thôi và hôm nay em sẽ để cho anh em cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy, anh em nào đang xem video thì vui lòng cho em một nút like và đăng ký kênh để cập nhật các cái sản phẩm mới nhất bên em. Thì từ giờ đến Tết bên em còn rất là nhiều mic bãi vang bãi là muốn giới thiệu đến anh em để anh em chơi Tết. Thì đầu tiên em giới thiệu qua một chút về cái hình thức của cái mic này. Cái mic này thì đầu tiên anh em nhìn thấy cái mặt của nó là mặt màu đen em nhé. Đấy, Tacta TS8807. Đây là một cái dòng mic mà dành cho anh em làm sự kiện chuyên nghiệp. Đấy, những cái mic này anh em làm sự kiện làm show rất là ok luôn. Cái đầu thu của nó thì có hai cái nút volume ở đây, hai cái nút volume chỉnh to nhỏ. Giữa là có hai cái màn hình rất là to, rất là sắc nét em nhé. Đấy, ACT đây là chính là cái mắt dò hồng ngoại này. Còn là 6 cái nút này, 3 cái nút bên này và 3 cái nút này chính là những cái nút mà để dò hồng ngoại, để dò hồng ngoại nhá. Đấy, dò hồng ngoại, dò kênh. Còn đây là cái phần tai mic. Cái phần tai mic thì anh em nhìn này, cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, tai mic của nó dài, nó hơi dài so với những cái mic bình thường em nhé. Nó hơi dài so với những cái mic bình thường. Đây. Và đặc biệt là cái tay này cầm của nó rất là nặng em ạ. Cầm nó rất là nặng. Cái màn hình của nó là màn hình hình bầu dục này. Đấy, và đây cái nút đây, cái nút nguồn tắt mở nguồn của nó đây. Đấy, nói chung là những cái mic này em đã dọn lại, dọn lại cho nó sạch đẹp. Đấy, dọn lại cho nó sạch đẹp. Còn đây là cái phần nội thất của nó. Cái phần nội thất của nó thì anh em nhìn qua một chút ạ. Thì cái con này nó chia làm 3 phần. Thì cái bên này là phần sóng này, phần sóng này. Đây cũng là phần sóng này. Và giữa là cái phần xử lý tiếng. Thì anh em nhìn cái mạch vỉ của nó rất là to em nhá. Đấy, những cái mic hàng bãi xịn bao giờ những cái vỉ mạch của nó cũng rất là to luôn. Và con này là sử dụng hoàn toàn là tụ nhôm. Thế nên là cái tiếng của nó cực kỳ là sạch luôn em ạ. Đấy, tiếng của nó rất là sạch luôn. Đấy, những cái linh kiện nó rất là nhiều này. Đấy, con này là sử dụng 4 hộp sóng là hộp sóng kép. Đấy, và cái chip xử lý của nó, cái chip xử lý của nó là cái chip STC em nhá. Đấy, cái chip xử lý STC. Đấy, những cái dòng mic cao cấp bao giờ nó cũng sử dụng cái chip chip STC này. Đấy, cái tiếng xử lý của nó rất là hay luôn. Còn đây là cái phía sau thì bao gồm hai rắc ca lông và một rắc 6 ly. Đấy. Đấy, những cái dòng mic mới, những cái dòng mic này thì thực sự là những cái chất lượng của nó thì anh em hoàn toàn yên tâm. Đấy, em cái thời gian nó không có nhiều thì em giới thiệu qua một chút để ngắn gọn thôi để anh em hiểu qua một chút về cái chất lượng của cái sản phẩm này. Đấy thì bây giờ em thử cái tiếng của cái mic này để anh em nghe nhé. Đây, em đã lắp sẵn vào cái đầu thu ở đây, anh em nghe đây. 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 6 7 6 7, 1 2 6 7 6 7. Tiếng của cái mic này nó cực kỳ là hay em ạ, tiếng cực kỳ là hay em nhé, hát rất là lực và hát rất là nhẹ luôn, cái độ nhạy của nó cực kỳ là cao luôn. Đấy, bây giờ em đây em tháo qua cái củ cho anh em xem nhé, tháo qua cái củ cho anh em xem. Cái củ của cái mic này tất cả đều là củ zin hết anh nhá. Đấy, Tacta đây em nhìn chưa, đấy củ Tacta, củ vàng đây. Những cái mic này thì thực sự là ở trên thị trường là anh em bán giá rất là cao luôn. Đấy, có những cái chỗ bán khoảng tầm trên 2 triệu em nhé. Đấy. Đây, và tất cả những cái lẫy pin của cái mic này thì đều là còn nguyên hết em nhé. Đấy. Một cái dòng mic mà phải nói là cực kỳ là chất lượng này. Đấy, giá của giá mới của nó từ 7 đến 8 triệu rất là cao luôn. Đấy, bình thường thì anh em bán khoảng tầm trên 2 triệu nhưng mà riêng hôm nay chỉ có 6 bộ này thôi em nhé. 6 bộ này thôi em sẽ để cho anh em cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy, chỉ với 1 triệu 500 nghìn em nhé. Chỉ có 1 triệu 500 nghìn một cái bộ mic bãi rất là cao cấp Tacta TS8807. Đấy, chứ cái số lượng nó chỉ có 5 bộ thôi, nếu anh em mà không nhanh tay thì cũng không còn đâu ạ. 1 triệu 500 nghìn là em bao ship bảo hành 3 tháng cho anh em nhận hàng, anh em được kiểm tra, anh em được test thử em nhé. Chỉ có 1 triệu 500 nghìn một cái bộ mic cực kỳ là chất lượng như này. Đấy, em là chốt thì vui lòng gọi điện cho em theo cái số là 0369797955 hoặc là 0912797955 ấy nhé. Đấy, và ngoài ra thì em có một cái bộ đây, nó bị sứt một tí màn hình này ạ. Đấy, nó sứt một tí màn hình này.
Đấy. Và cái dọ của nó này nó hơi bị rách nhẹ nhẹ một chút đây anh em nhé. Đây, cái dọ nó hơi bị rách nhẹ nhẹ một chút thôi. Đấy. Thì em sẽ bớt cho anh em là 100.000. Đấy là cái bộ này là 1.400.000, một cái bộ xấu nhất là 1.400.000 em nhé. Đây, nó bị vỡ cái màn hình này một tí này, nó bị trước cái vỏ ngoài thôi. Đấy, và cái dọ này nó hơi bị rách một chút, còn tất cả tay chân đây là một cái bộ nguyên của nó đây. Đấy. Là cái bộ này thì em sẽ thanh lý cho anh em là 1.400.000 em nhé. Đấy, còn 5 cái bộ kia thì là 1.500.000 một bộ. Đấy, em bao ship bảo hành 3 tháng cho anh em. Đấy, cái số lượng nó không có nhiều đâu, thế nên là anh em phải nhanh tay em nhé. Đấy, một cái dòng mic phải nói cực kỳ là chất lượng mà rẻ hơn cả một cái bộ mic nhái đẻo anh em. Đấy, rẻ hơn cả một bộ mic nhái đẻo. Nếu như mà đấy, những cái bộ mic mới khoảng tầm từ 3 triệu đổ lại thì thực sự là không có cửa để so với những cái dòng mic này đâu em nhé. Đấy, những cái cổ Takta này, những cái cổ Takta này thực sự là nếu anh em mua chính hãng của nó rất là đắt. Nó rơi tầm 400.000 một cái củ nhà em nhé. Đấy, 400.000 một cái củ này nó không phải rẻ đâu. Đấy, hai cái củ nó 800.000 rồi. Đấy, một cái dòng mic cực kỳ là chất lượng mà chỉ có 1.500.000 em nhé. Đấy, anh em nào đang xem video thì vui lòng cho em một nút like và đăng ký kênh để cập nhật các sản phẩm mới nhất bên em. Thì từ giờ đến Tết bên em còn không còn nhiều mic đâu. Nhưng mà vẫn còn mic còn vang cho anh em. Nếu như anh em nào đang có nhu cầu là mua sắm cho mình một cái bộ mic bãi, một con vang bãi thì có thể đăng ký kênh em nhé. Xin chào toàn thể anh em và hẹn gặp lại anh em ở cái video tiếp theo.